Bạn hãy xem kỹ nhé. Cho ba miếng chanh vào bát, một lon bia, sau đó cho phi lê cá vào ngâm. Ta ngâm như vậy, dù làm món gì cũng sẽ không bị tanh. Mướp mua về ta gọt bỏ vỏ, cắt khúc vừa ăn, phi lê cá sau khi ngâm, thì cắt thành từng miếng vừa ăn. Tờ hờ mờ bột bắp, dầu ăn, rồi ta trộn đều. Nếu các bạn thấy hay thì đăng ký kênh ủng hộ, để mình có động lực làm những video sau nhé ngày ngày đều chia sẻ các bạn món ăn ngon, bạn hãy theo dõi, thả tim canh ủng hộ để mình nhé. Sau đó xếp cá lên mướp và cho vào nồi hấp chín. Mẹo làm món ăn ngon chính là sốt tỏi băm này, loại NI do đầu bếp làm theo tỷ lệ khách sạn, dùng nó sơ chế với cả tím, hầu, nấm kim châm điều vô cùng thơm ngon. Sau khi chín ới nước tương lên, sau cùng thêm phi thơm hành lá và đổ vào. Sau cùng dưới nước tương là hoàn thành. Món ăn vô cùng thơm ngon và đưa miệng. Người lớn và trẻ nhỏ đều rất thích ăn. Bạn hãy bắt tay vào. Làm thử nhé, chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng.